Vượt qua Australia ở trận bán kết giàu kịch tính, đội tuyển Futsal Việt Nam sở hữu tinh thần hưng phấn để hướng đến trận chung kết giải Đông Nam Á. Tuy nhiên ngay từ những phút đầu, đội bóng của huấn luyện viên Diego Justosi đã phải nhận bàn thua khi Samuel Eko vung chân đưa bóng ra cột 2 để Mohamed Siaifula đệm bóng cận thành đánh bại Văn Tú. Những phút sau đó, Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và Thịnh Phát đã một lần đưa bóng trúng xà ngang. Thế trận giằng co diễn ra tới hết hiệp 1, hai bên đều có những cơ hội của riêng mình, nhưng Indonesia với lối chơi mạnh mẽ đã nắm quyền kiểm soát. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Futsal Việt Nam liên tục dâng lên nhưng không một lần tiến gần khung thành đối phương. Trong 5 phút cuối, toàn đội sử dụng power play để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên trong một tình huống mất bóng, Việt Nam để Indonesia có bàn thắng thứ hai do công Rizky Xavier ấn định tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Đội tuyển Futsal Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch giải đấu khu vực. Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, chủ nhà Thái Lan đã đánh bại Australia với tỷ số 4-0. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã để thua Indonesia với tỷ số 0-2 trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, đánh dấu thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch. Sau khi vượt qua Australia ở bán kết, Việt Nam khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi, nhưng sớm nhận bàn thua từ Samuel Eko. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã không thể tìm được bàn gỡ trong suốt trận đấu và thậm chí còn để đối thủ ghi thêm bàn thắng thứ hai ở những phút cuối trận. Với chiến thắng này, Indonesia đã bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan đã giành hạng 3 sau khi đánh bại Australia với tỷ số 4-0.